Thưa hoàng thượng, cống phẩm lần này thật sự rất đẹp thưa hoàng thượng. Mọi thứ đều rất đẹp, nhưng ta thích nhất là cái kính thiên nhãn này. Nó giúp ta nhìn xa vạn dặm. Kỳ này các nước lân bang đều dâng quà quý, ta rất hài lòng. Điều đó chứng tỏ mối quan hệ giữa nước ta và các nước khác thật sự rất tốt đẹp. Hoàng thượng thì được tôn kính, đất nước thanh bình thịnh trị. Phải, người nói đúng, bá tánh yên ổn, trên dưới trong ngoài đều yên vui, ta vui lắm. Dạ, hả? Dạ bẩm hoàng thượng, có chuyện này kỳ lạ lắm ạ. Chuyện gì mà vẻ mặt của ngươi hớt hải vậy? Dạ đây, đây là cống phẩm. Sao các nước đều dâng cống phẩm hết rồi mà, đâu còn sót ai đâu? Dạ bẩm, là vậy. Thần đang đứng gác ở ngoài thành thì có một người dáng vẻ rất kỳ lạ đi tới và đưa vật này cho thần, nói là phải đưa tận tay cho hoàng thượng. Thần có hỏi ông là ai, nhưng mà ông ấy không trả lời, chỉ nói đây là cống phẩm, rồi sau đó quay qua quay lại thì biến mất, giống như là thăng thiên động thổ vậy đó. Biến mất, thăng thiên động thổ. Lạ lắm. Được, để ta xem. Viên ngọc có một chút thôi, mà làm gì mà ngươi tỏ vẻ nặng nhọc như vậy? Sao nặng dữ vậy? Tội, có một chút như vậy mà sao nặng dữ gì nè? Dạ, chính vì vậy mới kỳ lạ đó hoàng thượng. Ngươi, ngươi cầm thử coi. Dạ. Ngươi cầm thử coi. Lạ không? Đúng là kỳ lạ thưa hoàng thượng. Rồi bây giờ người đó sao? Người đó không nói gì rồi biến mất hay sao? Dạ, người đó còn nói chỉ có thịt tươi mới che được ánh sáng của viên ngọc kỳ lạ này. Quả nhiên kỳ lạ. Viên ngọc này có một sức nặng hơn những viên ngọc bình thường, và khi người nào cầm nó thì người đó có một sức nặng kỳ lạ hơn. Và điều kỳ lạ hơn nữa, vì viên ngọc này có thể phát sáng một cách lạ thường. Tuyệt, tuyệt lắm. Chổi quá. Hoàng thượng à, quả nhiên là không có thứ gì có thể che được ánh sáng của viên ngọc quý này. Để ta lấy một thứ gì đó dày hơn thử coi sao. Viên ngọc càng tối càng sáng. Quả là một viên ngọc quý. Hoàng thượng, vậy là lời ông lão quái nói hoàn toàn là sự thật. Có nghĩa là lấy thịt tươi che ngọc. Dạ đúng vậy thưa hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng cứ thử đi. Được. Ngươi làm cho ta xem. Tuân lệnh hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng à, quả nhiên dùng thịt tươi thì có thể che được ánh sáng của viên ngọc. Đúng rồi. Đúng là ngọc quý. Lĩnh cho thợ kim hoàng xuất sắc ở kinh thành làm một cái hộp quý bằng vàng để ta cất giữ báu vật này, để hàng ngày ta chiêm ngưỡng nó. Tuân lệnh thưa hoàng thượng. Cạn. Tôi thấy cái nhóm huynh đệ đồng môn của mình á, mỗi đứa một nơi. Anh Tứ bây giờ á, nghe nói đi buôn, nghe nói cũng trầy chuột lắm. Còn ông Nhị á, thì đi phu. Tôi á, thì định khăn gói đi học cái nghề đóng guốc. Cái nghề đó tôi thích, nhưng mà không biết sau này có nên cơm cháo gì không nữa.
Trong huynh đệ mình có duy nhất một mình ông, là có gia tài, có của ăn, của để. Mà cái nghề gõ đầu trẻ ở xứ nghèo này á, mộng khoa bản á, coi như thua rồi. Cái lứa của tụi mình á, khó phất lắm. Cạn. Anh đừng có nói vậy, tương lai còn dài mà. Thử coi, sau này gặp lại, biết đâu tương lai rõ ràng. Rõ ràng hả? Ừ. Làm gì mà rõ ràng? Làm đủ xài á là mai phước lắm rồi. Mơ mộng đâu có tốn tiền, mắc gì ta không mơ. Hay mình hẹn đi, nếu ai mà công thành danh toại trước thì thằng đó đãi bạn một chầu đàng hoàng. Công thành danh toại hả? Ừ. Ông vẫn còn tính đi thi sao? À, thì biết đâu á, có như vậy mới có ngày đổi đời. Kỳ thi này á, tôi thử một phen, biết đâu á, mình lớn mạng, đổ danh trạng nguyên thì sao? Ừ, vậy thì ông ráng đi, biết đâu có ngày á, danh đề bạn hổ, rỡ ràng cho huynh đệ nở mặt nở mày ha. Thôi, uống với ông vài chung nữa rồi tôi chuẩn bị về tôi đi. Xin mời. Chúc anh thượng lộ bình an, học nghề cho chắc chắn nha. Hẹn ngày gặp lại. Khoa cử cũng đã xong xuôi, triều chính cũng ổn, thiên hạ thái bình, an nhàn quá. Ngay lúc này ta muốn nhìn thấy viên ngọc quý của ta. Đâu? Dạ bẩm hoàng thượng. Đưa cho. Dạ bẩm hoàng thượng. Chuyện gì? Ngọc phát sáng. Ngọc phát sáng. Đúng rồi, viên ngọc quý của ta là phải phát sáng thôi. Bẩm hoàng thượng, ngọc phát sáng nhưng mà không có cánh lại bay mất tiêu rồi ạ. Cái gì? Cái gì? Dạ. Tại sao lại mất? Hả? Tại sao? Ngươi. Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy bình tĩnh. Tên kia, không phải là ta đã ra lệnh cắt cử một đám lính liên tục canh gác viên ngọc? Tại sao các ngươi canh gác kiểu gì vậy? Dạ, dạ bẩm, quan cho nô tài quá. Rõ ràng là ngọc vẫn ở trong phòng, vẫn ở trước mắt của nô tài. Nhưng mà... Im đi. Viên ngọc có chút chiếu gì vậy? Làm sao mà mọc chân ra mà đi, mọc cánh lên mà bay? Hả? Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy bình tâm. Hoàng thượng hãy nghĩ đi, đó không phải là viên ngọc bình thường. Vậy thì chuyện nó mọc chân ra nó đi, hay là nó mọc cánh ra nó bay, thì cũng có thể xảy ra đó hoàng thượng à. Cũng có thể xảy ra. Ta nói chuyện ta còn thấy vô lý mà ngươi không thấy vô lý hả? Vô lý. Và bẩm hoàng thượng, đâu có viên ngọc nào trên đời này mà cầm lên thì nặng, đặt xuống thì nhẹ. Ngoài ra nó còn có khả năng phát sáng kỳ lạ. Chính vì nhờ ánh sáng phát sáng của nó, chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm lại được viên ngọc đó hoàng thượng à. Ừ, vậy thì hay bây giờ chúng ta sẽ cho lính lục soát hết trong cung. Ban đêm thần sẽ dùng kính thiên lý nhãn soi sáng hết trong bóng tối, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được nó. Vì thần nghĩ kẻ trộm chưa thể nào đi xa được đâu thưa hoàng thượng. Được, truyền lệnh ta lục soát khắp hoàng cung. Tuân lệnh. Đúng là không ở đâu bằng nhà mình. Hey. Biết vậy á, ta đừng có mơ tưởng quan quyền đi thi chi cho nó mệt. Về tới nhà làm bữa thịnh soạn no say mới được. Nô. Nô đâu rồi? Dạ. Ủa cậu chủ, cậu mới về hả cậu? Ừ. Cậu đi thi sao rồi cậu? Đậu hay rớt cậu? Mẹ em thấy sao hỏi. Nếu mà đi thi đậu á thì tiền hô hậu ủng gì làng rồi. Ờ ha, nếu mà thi đậu vinh quy bái tổ là tiền hô hậu ủng đằng răng ra. Vậy hả? Cậu thi rớt rồi, cậu tính làm gì? Còn làm gì nữa. Mày á, bây giờ mày chạy khắp xóm mày thông báo là tao á sẽ mở lớp dạy tại Tư Gia, nghe chưa? Dạ. Bây giờ á, ta chỉ muốn du thú điền viên, gõ đầu trẻ sống qua ngày, hết ham bon chen chốn quan trường nữa rồi. Chứ không phải nhắm thi không lại người ta, bỏ cuộc. Cái gì vậy nô? Không xong rồi, không xong rồi. Mất viên ngọc là mất danh tiếng cả một triều đình. Rồi các nước lân bang mà nghe được chuyện này sẽ nói nước của ta là không có đảm bảo an ninh. Một viên ngọc quý như vậy mà lại để mất. Trời ơi.
Thôi, ngươi cũng lùn xong suốt đêm rồi, vào trong nghỉ ngơi đi, chứ ngươi quơ hoài, ta chóng mặt quá. Ngọc ơi, bây giờ ở đâu vậy Ngọc? Hoàng thượng, cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Dạ không có gì. Nhìn kỹ giùm ta, kiếm kỹ giùm ta. Dạ. Không có nghỉ ngơi gì hết, nghỉ cũng không xong. Hoàng thượng, cái gì vậy? Hả? Có công rồi hả? Có công rồi hả? Hoàng thượng, cái gì vậy? Hoàng thượng nhìn đi. Đâu? Hoàng thượng có thấy gì không? Ta có một cái kính thiên nhãn thôi. Ha, dành hoài. Ôm hoài à? Đưa đây. Dạ đây. Có thấy cái gì đâu? Hoàng thượng nhìn đi đâu vậy? Không thấy cái gì hết. Dạ bên này nè hoàng thượng. Hoàng thượng thấy chưa? Ờ. Có một cái đốm sáng lập lòe. Nhưng mà nhiều khi đó là những đốm sáng linh tinh thì sao? Không phải, hoàng thượng nhìn kỹ đi. Hả? Đúng rồi, là ánh sáng. Cái ánh sáng, cái ánh sáng viên ngọc quý của ta. Dạ đúng rồi, đúng cái màu đó rồi. Nô ơi, Nô. Dạ. Trước khi ngủ á, con nhớ đi kiểm tra nhà cửa cẩn thận, nhớ khóa rào nha con. Dạ, con biết rồi. Cái gì mà đốm đốm bay cả đàn gì ta? Sao nặng vậy ta? Chắc là viên ngọc quý bằng cả một gia tài đây. Con tạ ơn trời Phật. Mình phải đem giấu kỹ, chứ để thiên hạ ganh tức, dèm pha lời ra tiếng vào thì lại khổ. Viên ngọc của ta, tại sao nó lại ở đó? Viên ngọc của ta. Hoàng thượng, giật mình. Thần cũng không biết. Hả? Trời ơi là trời. Nhưng mà hoàng thượng à, xin hoàng thượng đừng lo lắng. Ít nhất thì chúng ta cũng đã biết được rằng viên ngọc đó bay về hướng nam. Bây giờ hoàng thượng hãy cho binh lính đi về hướng nam lùng sục để tìm ra viên ngọc. Kẻ nào dám cả gan giấu ngọc, hoàng thượng hãy cho chém đầu. Ừ, hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy giao thiên lý nhãn này cho thần. Thần sẽ về phương nam để tìm kiếm. Ban ngày thì có, còn ban đêm xuống chắc chắn sẽ tìm ra viên ngọc dễ dàng thôi hoàng thượng à. Ánh sáng chói lòa sẽ không thể nào giấu nổi. Nhưng nếu kẻ lụm được viên ngọc đó biết giấu ngọc bằng thịt tươi giống như lời của ông lão nói thì sao? Chuyện đó thì theo thần, ở ngoài dân gian không biết được, nên hoàng thượng cứ yên tâm. Sao mà nó sáng quá vậy ta? Để như vậy hoài, hàng xóm người ta biết được là chết luôn. Hay là cái hộp này mỏng quá, nó chỉ sáng được. Sao nó vẫn sáng ta? Sao vẫn sáng vậy ta? Cậu chủ làm gì ở trên nhà trên mà sáng rực vậy trời?
cậu chủ ơi. Cậu chủ. Mày hả nô? Dạ. Cậu làm gì ở trên nhà trên mà sáng rực vậy cậu? Cậu đang trong đèn đọc sách. Chà, cô sợ cậu ngủ quên. Vì lát cậu đọc sách xong á, cậu nhớ thổi đèn rồi mới đi ngủ nha, để cháy nhà. Tao biết rồi. Không có sao đâu, lo đi ngủ đi. À, dặn mấy đứa kia cũng đi ngủ luôn nha. Dạ dạ. Đừng có bàn ra bàn vô, nhiều chuyện. Dạ, con biết rồi. Mà cậu nhớ thổi đèn nha. Tao biết rồi. Bây giờ làm cách nào để giấu được viên ngọc đây ta? Đã giao cho Khanh kính thiên lý nhãn, cố gắng dò tìm cho ta. Nếu tìm được, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Dạ. Thưa hoàng thượng, lệnh của hoàng thượng ban ra, dù cho sống hay chết, thần sẽ cố gắng làm hết mình. Xin hoàng thượng hãy giữ gìn thân thể và chờ tin ở thần. Ta tin tưởng ở Khanh. Dạ, thưa hoàng thượng. Mày làm gì như giống mà mày cứ vòng vòng trước cửa phòng tao hoài vậy nô? Cậu làm gì vậy cậu? Đi cất cây sẻn chứ làm gì? Trời ơi, làm con đi kiếm cây sẻn muốn chết luôn. Mà cậu làm gì trong phòng sáng giờ mà khóa trái cửa trống vậy? Ủa, mà sao cái sẻn dính đất không vậy cậu? Thì cái sẻn đào đất phải dính đất chứ. Hổn vậy cũng đi hỏi. Ai không biết là cái sẻn đào đất là phải dính đất. Mà hôm qua lúc con đi làm vườn xong là con rửa sạch sẽ rồi con đem cất rồi. Tự nhiên bây giờ dính đất không vậy nè. Nè nè. Hả? Không lẽ cậu đào đất ở trong phòng? À, con biết rồi nha. Cậu đào chôn của cải trong phòng đúng không? Tao bậy. Làm gì có của mà chôn. Thôi cậu ơi, nhà giàu ai không chôn của cải trong phòng. Trời ơi, kinh nghiệm con đi ở nợ bao nhiêu năm con biết quá mà. Thôi đừng có lẹo mép. Tao là chủ nhà, tao muốn làm gì tao làm kệ tao. Ai cho mày hỏi? Thôi đi làm công việc của mày đi. Thì cậu phải đưa cái sẻn thì con mới làm công chuyện của con được chứ. Phải có sẻn thì con mới ra vườn con bấn chuối được chứ. Đây nè. Dạ. À cậu. Cái gì nữa? Cậu, con nói cậu nghe nè cậu. Tối nay mà cậu có đọc sách, cậu dặn đèn nhỏ nhỏ thôi nghe. Người làm ở trong nhà tụi nó xì xầm dữ lắm. Tụi nó rủ nhau đi coi cậu làm gì. Mà cậu la tụi nó mới thôi á. Mà cậu đốt cái gì? Tối ngày cậu đốt đèn cái gì mà sáng quắc à? Giống như cháy nhà vậy đó. Nói nghe. Dạ. Tao mua nhiều nến quý hiếm. Mà thôi đi. Mày dặn mấy đứa giao nô trong nhà mình á, không được rình mò trước cửa phòng tao. Dạ. Đứa nào mà rình mò trước cửa phòng tao á, tao đuổi hết. Chuyện của tụi bay á là lo canh đám heo trong chuồng. Dạo này thấy tụi nó xuống ký lắm đó nha. Tao nói cho mà biết, con nào mà bệnh mà xuất ký á là tao cắt cơm tụi bay. Đi. Dạ. Mấy cái đứa gia đình nhà này làm riết trái tim thòng chết luôn quá. Dạ bẩm thưa đại nhân, đây chắc chắn là cái nơi mình đã mất dấu viên ngọc quý. Người báo với lại trưởng làng, nói hắn ta kiểm tra thật kỹ, dò la xem có ai biết manh mối gì hay không. Dạ, tuân lệnh. Chôn ngọc dưới đất rồi, chắc là không phát sáng được nữa đâu.
Hay là mình thử cái đi. Thiệt. Mà kỳ lạ quá, chôn dưới đất mà cũng không giấu nổi. Mình phải làm sao đây ta? Lỡ để lộ ra là chết. Hay là sáng mai mình đem bán quách cho xong. Chú, chú. Trời ơi, gặp chú ở đây may phước quá. Con đang tính tìm chú nè. Cậu kiếm tôi có chuyện gì không? Bây giờ tôi đang gấp lắm. Một lát khi nào xong chuyện á thì tôi ghé nhà chú nghe. Ồ, có gì gấp? Bộ có người đặt hàng hả chú? Có chuyện gì đâu. Nghe nói có quan quân triều đình á đang kiếm ngọc của bệ hạ bị mất á. Lệnh cho tất cả thợ kim hoàng trong vùng phải có mặt. Biết gì á thì báo, nếu không á thì mất đầu á. Ờ, quan quân triều đình kiếm ngọc hả chú? Phải. Tôi ghé qua, tôi nói cho mấy ông biết á là tôi không biết cái gì hết. Vậy là xong. Rồi tôi ghé cậu nghe. Ờ, mà cậu kiếm tôi có chuyện gì không? Điền Chi? Điền Chi à? Không có gì đâu chú. Chú có lo việc của chú. Xong việc ngày mai con ghé tiệm. À, thôi vậy cũng được. Thôi tôi đi nha. Dạ. Nếu đây chính xác là nơi viên ngọc đã rơi xuống thì bất kể là ngày hay đêm thì ta sẽ tìm cho ra viên ngọc. Ở cái vùng đất dân dã như vậy, ta đảm bảo là không có một ai biết được bí quyết giấu viên ngọc đó. Đợi cho đêm xuống, người hãy cho quân lính rà soát một lần nữa để tìm viên ngọc, rõ chưa? Dạ rõ, tuân lệnh đại nhân. Viên này không phải là ngọc thường, chỉ vua chúa mới có được. Quý giá như vậy mà phải giao nộp thì là ta không có cam tâm chút xíu nào. Đâu có phải là đi trộm cướp gì đâu, phải là duyên trời mới bay vô nhà của mình. Bây giờ không biết phải làm sao. Đem lên giao nộp cho quan thì không được. Cậu ơi, cậu ơi. Ai đó? Con nô nè cậu ơi. Có chuyện gì không nô? Có chuyện này quan trọng lắm. Cậu ra đi, con nói chuyện với cậu cái nạn cái. Thôi. Mày đứng ở ngoài đi. Có gì nó giọng cho tao nghe mà. Không có được. Cái này con phải gặp trực tiếp cậu con mới nói được. Vậy con vô nghe. Thôi. Được rồi. Đứng đi, tao ra liền. Dừng lại. Hai người đi lối này, cứ thấy ánh sáng phát ra khác thường thì cứ xông vào, rõ chưa? Tốt rồi. Còn ngươi? Vậy mình tiếp tục đây hả đại nhân? Đi. Nè cậu coi nè, miếng thịt tươi rói đó. Vậy mà cậu đổ thừa con là lười, không có chăm sóc heo, làm heo bệnh. Heo chết. Có con heo bệnh nào mà thịt tươi rói vậy không? Có vậy thôi đó. Mà mày lấy miếng thịt ra mà dí với mặt tao vậy hả đâu? Chứ chiều con thấy cậu có vẻ nghi ngờ con là lười biếng, không chăm sóc heo, làm cho heo bệnh. Con tức quá mà. Con kêu thương lái tới rồi đó. Cậu ra coi nói chuyện giá cả với người ta. Có ai ở nhà không? Chủ nhà ơi, có ai ở nhà không? Ai tới giờ này trời? Ai vậy? Quan triều đình. No. Bây giờ con chạy ra ngoài á. Con nói là cậu không có nhà. Đi nhanh lên đi. Nhưng mà có cậu nhà mà. Cậu có làm gì sai trái đâu mà cậu né người ta. Nói chung bây giờ á, cậu không muốn tiếp lính triều đình. Đi nhanh lên. Quan triều đình tới. Đi nhanh lên. Chạy chút. Ra lệ. Nhanh luôn. Thank you.
Quang ơi, từ từ Quang, Quang, Quang. Ông là chủ nhà hả? Ờ, tôi là chủ nhà. Mà mấy người là ai vậy? Nửa đêm xong với buồn nhà người ta. Bộ ông không nghe thấy là quan quân triều đình đang đi kiếm ngọc cho hoàng thượng hả? Ông có biết tâm tích gì của nó không? À, mà hình như á, hồi nãy ở trong cái nhà này có cái gì đó phát sáng á thì phải. Ta đọc sách, ta trong đèn đọc sách. Dạ, dạ đúng rồi đó. À, cậu chủ con là thầy đồ mà, tối nào cũng trong đèn đọc sách tới sáng hết trơn. Thôi được, nếu ông biết ai mà đang giấu viên ngọc thì phải báo liền cho tôi, còn nếu không thì đừng trách ta. Tôi biết mà. Vậy thôi. Dạ, nhớ đó. Trời, con hú hồn luôn cậu ơi. Con cứ tưởng là đi bắt mổ heo lậu không à. Hồi nãy con ra ngoài, con chưa kịp nói là không có cậu nha. Ông Quang dạ con ra rồi tràn vô luôn á. À mà cậu. Cái gì? Con thấy cái gì mà nó sáng cái gì mà sáng trưng một vùng. Cái ánh sáng ở đâu mà sáng dữ vậy cậu? Thôi, đi ra ngoài đi. Coi tụi mổ heo thu dọn lát ta ra. Đi. Dạ. Cậu đưa con miếng thịt của con nãy rồi. Thôi đi ra để miếng thịt cho ta. Thôi, cái miếng thịt sống mà, để ở đây lỡ nó hư, nó thối rụm luôn á. Đưa đây con đi cất. Để, ai nói để luôn. Để đây, tao coi kỹ lại, có phải là heo bệnh hay không. Rồi lát tao mang ra. Đi. Bây giờ con mang ra ngoài, rồi chút cậu đi ra ngoài, cậu muốn coi gì con. Để đây hồi nó hôi cái buồn hết á. Đã nó đi là đi. Đi. Dạ. Bộ ông không nghe thấy là quan quân triều đình đang đi kiếm ngọc cho hoàng thượng hả? Ông có biết tâm tích gì của nó không? À, mà hình như á, hồi nãy ở trong cái nhà này có cái gì đó phát sáng á thì phải. Ta đọc sách, ta trong đèn đọc sách. Dạ, dạ đúng rồi đó. À, cậu chủ con là thầy đồ mà, tối nào cũng trong đèn đọc sách tới sáng hết trơn. Thôi được, nếu ông biết ai mà đang giấu viên ngọc thì phải báo liền cho tôi, còn nếu không thì đừng trách ta. Tôi biết mà. Đi thôi. Dạ, nhớ đó. Trời, con hú hồn luôn cậu ơi. Con cứ tưởng là đi bắt mổ heo lậu không à. Hồi nãy con ra ngoài, con chưa kịp nói là không có cậu nha. Ông Quang dạ con ra rồi tràn vô luôn á. À mà cậu. Cái gì? Con thấy cái gì mà nó sáng cái gì mà sáng trưng một vùng. Cái ánh sáng ở đâu mà sáng dữ vậy cậu? Thôi, đi ra ngoài đi. Coi tụi mổ heo thu dọn lát ta ra. Đi. Dạ. Cậu đưa con miếng thịt của con nãy rồi. Thôi đi ra để miếng thịt cho ta. Thôi, cái miếng thịt sống mà, để ở đây lỡ nó hư, nó thối rụm luôn á. Đưa đây con đi cất. Để, ai nói để luôn. Để đây, tao coi kỹ lại, có phải là heo bệnh hay không. Rồi lát tao mang ra. Đi. Bây giờ con mang ra ngoài, rồi chút cậu đi ra ngoài, cậu muốn coi gì con. Để đây hồi nó hôi cái buồn hết á. Đã nó đi là đi. Đi. Dạ. Coi ra là mày cứu mạng tao. Ngọc, đúng là kỳ ngọc. Phải thịt sống mới che khuất. Vậy là từ nay mình phải làm sao đây ta? Không lẽ đêm nào mình cũng phải đem thịt sống gì đây mình giấu? Phải có một cách nào khác chứ ta.
Kỳ lạ thiệt. Rõ ràng là Viên Ngọc mất dấu ở đây, vậy mà tới nơi lại không kiếm ra. À, hay là bây giờ mình đi qua làng khác mình kiếm đi đại nhân. Chứ theo nô tài nghĩ, nếu như một kẻ nào đó đã lụm được Viên Ngọc thì hắn cũng phải cao chạy xa bay, chứ đâu có ngu mà ở yên một chỗ cho mình tìm. Từ kinh thành, nhờ có kính thiên lý nhãn, ta đã dò tìm được tới đây. Cho dù kẻ gian có cao chạy xa bay cỡ nào đi nữa, ta cũng sẽ tìm ra bằng được. Chỉ trừ khi là... Trừ khi là cái gì đại nhân? Trừ khi hắn ta biết được bí mật cất giữ Viên Ngọc bằng thịt sống. Cất giữ Viên Ngọc bằng thịt sống hả? À, nô tài đã hiểu rồi. Vậy là bây giờ mình phải đi tìm tất cả các sạp thịt ở trong chợ. À không, mình phải tìm luôn mấy cái lò mổ mới đúng. Không được, cách đó không được. Ta sẽ nghĩ cách khác. Chắc chắn là phải có cách nào đó. Cậu, cái gì vậy? Cậu đang đem thịt sống về phòng nữa hả cậu? Cái thằng này, sao cứ tò mò tọc mạch chuyện người khác hoài vậy? Chuyện người khác thì con đâu có tò mò, mà lúc nãy thấy cậu lạ lắm mà nghe. Cậu làm gì mà cứ đem thịt sống vào phòng hoài vậy? Bữa nay đem vô, ngày mai bỏ, ngày mốt lại đem miếng khác vô nữa. Cậu có bị sao không cậu? Ta thấy ngày dạy học á khá lắm, thì cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Cho nên ta đang định mở lò mổ heo, quay heo. Thì đang tập cách kiểm tra các loại thịt nè. Cậu định mở lò mổ heo? Ừ. Mà nếu cậu định mở cái lò mổ heo thì sao cậu không ra ngoài rồi học phân thịt xả thịt ở ngoài đem vô phòng chứ? Cái thằng này, ta làm gì thấy kệ ta. Ta cấm ngươi nha, không được hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa nghe chưa. Ta còn muốn giúp cậu thôi chứ bộ. Mà đông đàn cậu lạ lắm. Trong nhà mình mà cậu lén lén lút lút như ăn trộm vậy. Cấm không được nhiều chuyện nghe chưa. Lạ lắm à nghe. Không ổn rồi. Tin tức mà đồn ra, sớm muộn gì cũng lộ. Phải có cách khác. Phải có thứ thịt sống để lâu mà không bị ôi thiêu, mà có thể giấu kín, luôn mang theo bên mình thì càng tốt. Sống ở đây chứ đâu, luôn mang theo nó bên mình. Khi cần á, mình móc ra mình bán đi. Phải vậy thôi. Đau một chút mà Ngọc lúc nào cũng sát bên người. Ôi dạ, ôi dạ.
Đại nhân à, mình đã kiếm hết rồi, hay là cho nhổ trại đi tiếp nha? Không, ta có ý này. Cho báo với làng trên xóm dưới, ta mời hết nam phụ lão ấu qua bên kia sông ăn tiệc. Ủa? Không sót một ai, có hiểu chưa? Ăn tiệc? Ủa, ngọc quý còn kiếm chưa ra mà sao đại nhân hào hứng đãi tiệc vậy? Cứ làm theo lời ta. Chưa hết, ngươi cho lính tìm xuồng đưa tất cả khách sang sông. Ai lên trên xuồng qua sông thì mới cho vào ăn tiệc, không được đi bằng thuyền khác. Ủa, sao vậy đại nhân? Cứ làm theo lời của ta đi. Ê, ai mà bước lên xuồng và làm cho xuồng chìm thì lập tức báo lại cho ta, ngươi rõ chưa? Dạ rõ. Cậu, con mời cậu ra ăn cơm cậu ơi. Sao vậy? Sao mà dữ vậy nè? Cậu ngồi xuống đi cậu. Sao mà dữ vậy là trời ơi? Sao cậu không để con đi kêu thầy lát? Thế này cậu đi đứng khó khăn hơn bữa trước nữa đó. Ờ, ta nói là không sao mà. Mắc gì đi kêu thầy bà? Chỉ có cái mụn nhọt à, ta tự chữa được. Vài bữa là sẽ hết. Nghĩ cũng lạ, mụn nhọt mà tới mức mà đi không nổi luôn. Cậu, để tôi coi cho. Cái thằng này. Có gì đâu, con muốn giúp cậu thôi mà. Nếu mà mụn nhọt á, để con đi hái thuốc về, con giả ra, con đắp vô cho cậu. Thôi đi ra ngoài cho ta ăn cơm được không? Tại con lo, nếu mà cậu cứ để vậy hoài á, mười mốt nó nặng thêm nha, rồi cậu khỏi đi ăn tiệc được luôn á. Tiệc gì mà ăn? Mà tiệc nhà ai mời ta mà ta không biết? Thì đó, hổm đại cậu cứ lo ở trong phòng không, cậu đâu đi ra ngoài đâu cậu biết. À mà con cũng không biết tiệc gì luôn á. Con nghe mỏ làng rau á, là ngày năm này nè, làng mở tiệc, mời hết tất cả nam phụ lão ấu trong làng luôn. Con đang canh tới bữa đó ăn một bụng cho đã luôn. Ta không đi. Đồ ăn trong nhà thừa mứa, nuốt không vô, mắc gì phải đi ăn tiệc? Mà ngộ lắm nghe cậu. Nói là tiệc làng mời mà bắt buộc ai cũng phải đi hết. Mà lạ một cái nữa là mở tiệc tuốt ở bên cồn á, muốn qua bển ăn phải đi bằng ghe qua mới được. Ai cũng phải đi hả? Dạ. Nhưng mà ta đang bệnh, bị ngay cái chân nữa làm sao mà đi. Thôi thôi, đi ra ngoài cho ta ăn cơm. Đi. Sao rồi, có gì lạ không? Dạ, bẩm thưa đại nhân, dân làng của ta kéo nhau đi ăn tiệc đông quá trời đông luôn. Đại nhân có biết không, lính mình á, thay phiên nhau chiều bè muốn đuối luôn á đại nhân. Ý mà đại nhân, không có ai bước lên trên bè mà làm cho bè nó muốn chìm hết trơn á. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Ngươi chắc là mời hết chưa? Ngươi có chắc là người ta đi đủ và không thiếu một ai chứ? Dạ chắc. Làng mạc á thì dám que, mà với lại á, nghe nói đi ăn chùa một cái, ai ngu mà không đi. Ngươi cho lính lục soát từng nhà một, không được để sót bất kỳ ai, và hỏi kỹ xem là có ai già cả bệnh tật mà không đến dự được không, rõ chưa? Dạ. Hỏi người đó. Nè. Dạ. Dạ, con chào quan. Ta thấy người quen quen. Dạ, hôm bữa nửa đêm á, quan vô nhà con chủ con để lục soát á. Ta nhớ rồi. Sao, ăn tiệc có vui không? Dạ, vui lắm quan ơi, ngon nữa. Trời ơi, lâu lắm rồi con không được ăn một bữa đã đợi vậy luôn á. Quan coi nè, con được cho đem về quá trời luôn nè. Ta hỏi ngươi, có biết ai lo việc đồng án
hay già cả bệnh tật mà không tới tiệc được không? Dạ không, đâu có ai đâu quan. Ê, con nhớ rồi, bà có quan ơi. Ừ, có một người. Là không có đi, là nó không đi chân cẳng vậy mà đi đâu? Cậu nghe con nói hết đi đã. Khi mà quan á, nghe con nói là cậu bị mục nhọt đi không có nổi, thì quan mới cho lính đem cán về đây khiêng cậu đi ăn tiệc. Thì quan nói nếu mà không mời thì thôi, nếu mà đã mời phải mời cho hết, ai cũng phải đi hết trơn á. Nhất là cậu là người có ăn học đàng hoàng, phải có cậu đi nữa mới được. Ừ, bộ ta quan trọng dữ vậy sao? Dạ đúng rồi. Cậu thấy con không? Con chỉ là người hầu kẻ hạ thôi nè, mà con được quan cho mời qua bển ăn tiệc, ăn xong rồi còn được gói một bọc bự đem về nữa. Thôi đi đi cậu, để quan chờ kỳ lắm ha, cậu ha. Ờ, thì dạ thì... em mời mấy anh lính vô. Dạ dạ thưa ông, mời ông sang làng bên để dùng tiệc à. Ê cẩn thận đó nha. Dạ 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 mời ông à. Ê. Ê, cẩn thận cẩn thận. Được rồi. Kiên. Ủa sao nặng dữ vậy? Dữ vậy hả? Sao nặng quá vậy? Trời ơi, cậu hổm đợt cậu bệnh, cậu xuống ký quá trời luôn, mà sao giờ cậu nặng dữ vậy? Đó về ta nặng xương biết mà. À, nhiều chuyện quá, đi. Anh ô, phụ tụi tôi một tay đi. Dạ, đi. 1, 2, 3. Đau. Ráng lên. Dạ. 1, 2, 3. Dừng lại. Ủa, đại nhân. Truyền lệnh của ta, nhổ trại về triều đình. Ta đã tìm thấy Ngọc rồi. Ê, ông kia, ông là ai mà vô đây ông nói ngọc gì? Ăn nói sằn bậy vậy. Lão, đây chính là trưởng thị vệ, là người thân cận bảo vệ cho hoàng thượng đó. Quan, con biết quan thứ tội cho con như quan. Ta nghĩ một người đầy chữ nghĩa như ông, không cần ta phải nói là phải biết làm gì chứ. Ủa, là sao quan? Bây giờ ông muốn tự lấy ra, hay là để lính của ta giúp một tay? Ông tự rạch đùi của mình dấu ngọc. Ông là một người gan dạ và hiếm có đó. Nội cái chuyện ông biết dùng thịt sống để giấu viên ngọc đã là quá giỏi rồi. Thịt sống? Cậu, vậy là cậu tự rạch đùi dấu ngọc thiệt hả cậu? Trời đất ơi, giờ con sâu chuỗi là mọi chuyện con mới hiểu nè. Hèn chi mấy bữa trong phòng cậu sáng trưng hả, rồi cậu đem thịt sống vô phòng, rồi cái chân cậu bị đau nữa. Trời đất ơi, sao cậu gắng dữ vậy cậu? Lỡ có chuyện gì rồi cưa vỏ chết luôn á. Nín đi. Viên ngọc từ triều đình bay thẳng vào nhà ông, đó là điều may mắn của ông, không phải cái tội. Nhưng mà hoàng thượng rất thích viên ngọc, muốn có lại nó, cho nên ông có quyền xin đánh đổi. Ông muốn vàng bạc châu báu hay là chức tước, cứ nói với ta, ta sẽ bẩm báo cho hoàng thượng, không để ông thiệt thòi đâu. Quan nói vậy là được đổi đúng không quan? Quan biết sao không? Ngọc này đâu phải là của thường đâu quan. Nó giống như là báu vật vậy, đổi hết của trong thiên hạ này á, con chưa chắc sánh được với nó. Nếu mà đánh đổi á, con số tôi đưa ra lớn lắm mà nha. Ông cứ nói đi. Hay vậy đi. Tôi sẽ ra sân, tôi ném một hòn chì, tôi cầm hòn chì nè, tôi ném. Từ chỗ tôi đứng á, tới hòn chì rơi xuống á, là vàng phải sắp cao bằng tôi, chất dài tới đó, được không? Được, ta đồng ý. Chúc mừng ông nha. Yeah. Ai ngờ á, lúc mình chia tay á, mình chỉ nói bâng quơ thôi, nhưng mà đâu ngờ sự thật bất kỳ. Bây giờ anh đúng là phất lớn rồi. Chết rồi, trong khi á, tôi thật là xui xẻo, vừa ra cái nghề, bây giờ á, gặp ngay cái trận đối chết người. Dân tình á, cá còn không có ăn, huống chi là đóng dài, đóng dép. Sao gọi là phất? Phải gọi là đại phất chứ. Bái phục. Tôi nói cho anh nghe, có được tiền của trời cho đâu có đủ.
Từ tiền đó mình phải cộng với trí khôn của mình thì mới đẻ ra tiền. Cộng vô tôi mới có cái cơ ngơi này đó chứ. Anh nói thật là chí lý. Trí khôn á không ai bằng anh hết. Chỉ khổ cho đứa khờ như tôi, vậy mà tai nạn tới đều đều. Trông vô cái nghề mà bây giờ á làm không đủ ăn, gặp cái nạn đói nữa, chết chắc. Vậy mới nói thật thà thường thua thiệt, biết chừng nào mà giàu được. Giàu như tôi như vậy nè mới gọi là giàu nhất nước. Kho vua không bằng một gốc của nhà tôi. Vàng bạc đồ quý thì khỏi nói ha, trừ cái viên ngọc đó ra, nhiều món trong kho của tôi vua còn chưa được thấy nữa kìa. Ông ơi, ông giàu có, ông giúp giùm tụi con đi ông ơi. Ông thương xót tụi con khổ lắm ông ơi. Mấy cái người này làm ăn không lo làm ăn, ở đây còn xin xỏ hả? Mấy người không biết nhục hả? Nô dạ. Con lại ông ơi. Dạ dạ. Con lại ông. Cậu kêu con, mày làm cái gì mà để ăn mày ăn xin vô nhà vậy hả Nô? Đuổi hết đi, đuổi. Dạ dạ. Chuyện chi, thôi mà bỏ đi. Bây giờ ông đã có tiền giàu nhất dắt rồi, ông có tiền thì ông giúp người ta đi. Biết đi, làm ơn đi. Tôi nói ông biết, cho cái tụi này nè biết bao nhiêu là đủ. Đi, đi lên, đi lên. Cậu ơi, cậu. Cậu ơi. Gì cậu ơi, không biết có chuyện gì mà quan quân ập vô, mặt ai cũng hầm hầm, thấy ghê lắm cậu ơi. Mình có làm gì đâu mình sợ nữa. Có chắc là ngươi không có nói chứ? Các ngươi đứng đây chờ ta. Ừ. Dạ bẩm đại quan, không biết có chuyện gì mà đại quan thân chinh đến đây ạ? Ta nghe bẩm báo, từ ngày ông vào lên, ông tỏ ra phách lối, quên quan, không coi ai ra gì. Người dám tỏ ra quên quan, cho mình là người giàu nhất nước, coi kho vua không bằng một gốc, có đúng như vậy không? Dạ bẩm. Dạ tiện nhân chỉ vui miệng nói chơi thôi, kể với lại bạn bè ai ngờ đinh á. Dạ không có, chắc tại người ta ganh ghét với tiện nhân, giàu lên nhanh quá người ta ganh ghét. Đại nhân tha tội. Đã khoác lác còn lật lọng với bạn bè, ta nói cho người biết, không phải là bạn ngươi mách lẻo đâu, mà có người nghe được và bẩm báo tới tai của hoàng thượng, khiến hoàng thượng vô cùng tức giận. Trong khi đang mùa đói kém, bao người đói chết, vậy mà ông ở đây phách lối phát ngôn bừa bãi. Bây giờ nhà vua ra lệnh cho ngươi thi phát chẩn cho người dân, thể lệ như sau: vua phát 3 ngày đầu, còn ngươi phát 3 ngày cuối. Nếu vua không phát đủ 3 ngày thì vua thua, ngươi sẽ vô tội. Còn nếu nhà ngươi không đủ tiền để phát 3 ngày, tức là ngươi đã khoác lác khinh mạng tới nhà vua, thì tội của nhà ngươi đáng lột da nhồi trấu để làm gương cho thiên hạ. Đại nhân à, đại nhân tha tội cho tiện nhân. Đại nhân ơi, đại nhân. Ngươi lo mà chuẩn bị đi. Đại nhân đi. Chết rồi, chuyện này ta chết rồi đâu ơi. Cậu, vậy là mình phải chuyển tiền vàng lên kinh hả cậu? Chà, như vậy là căng lắm á cậu. Biết trong 3 ngày phát bao nhiêu mà đem, mà kho vua lớn lắm, biết vua phát nhiêu, chắc phải đem hết cả gia tài lên cho chắc cậu ơi. Đỡ mất công quay gì lấy, lỡ mà quay gì lấy gặp quân cướp đường cướp chợ, nó biết mình có của, thọt một phát là chết luôn á. Rồi cái thằng ăn cướp mà nó có ác như mày không? Thôi mày bớt nói là giùm tao cái đi. Trời ơi, kỳ này chắc là tao chết luôn rồi. Nô ơi là nô. Nghe nói ngươi chuyển gia tài về kinh một cách rất là chót lọt, đúng không? Mừng cho ngươi. Nè, ngày mai là ngày tỉ thí đầu tiên, nếu ngươi nói là ta gian lận thì ngươi cứ việc tận mắt mà kiểm chứng nha. Dạ bổng hoàng thượng, xin hoàng thượng tha cho tiện dân cái tội ăn nói hàm hồ ạ. Chưa, còn nữa, ta nghe nói ở dưới quê ngươi có một cái số của cải nên ăn to nói lớn lắm. Nghe nè, đừng có khiêm nhường nữa, ngươi cứ việc đường đường mà tỉ thí với ta. Biết đâu ngươi nói đúng thì sao? Kho của vua nhỏ hơn kho của ngươi. Hoàng thượng tha tội. Phán lệnh ta, sáng mai đầu canh thìn chuẩn bị phát chẩn. Dạ tuân lệnh thượng. Cậu ơi, cậu
Cậu ơi, cậu sao rồi? Tình hình căng dữ lắm rồi cậu ơi. Căng là căng sao nói? Hai bữa đầu vua phát á, người ta chưa có biết, người ta chưa kéo tới. Từ từ cái người ta kéo nhau, lũ lượt kéo về rất là đông luôn á. Hôm nay nữa là vua phát xong rồi, ngày mai tới mình phát, căng dữ à nghe cậu. Trời ơi, con không biết người đâu mà kéo về đông quá trời quá đất luôn. Con nhìn chóng mặt luôn á cậu. À, cậu Không sao, cậu chóng mặt hả cậu? Ta không sao. Cậu ơi, không mấy, mình chịu thua đi cậu. Mình còn giữ được của cậu ơi. Bây giờ giữ được của rồi, cái đầu ta giữ làm sao? Con quên. Hay là mình xin với hoàng thượng? Hoàng thượng muốn nhân cơ hội này ép ta phân phát cho dân mất mùa. Ta bị vô thế rồi, vô thế rồi. Mà phát cũng thua nữa. Dạ bẩm đại nhân, người dân đổ về lãnh chẩn ngày một đông, gấp trăm lần, à không, gấp ngàn lần ngày hôm qua luôn. Từ các ngõ các ngách xung quanh thành bây giờ đông lắm, tràn kính tất cả các cổng thành và mọi nơi xung quanh thành. Thưa quan, chưa hết đâu quan. Dù vậy, đội phát chẩn của chúng ta vẫn làm việc rất tích cực, và việc phát chẩn vẫn diễn ra trong sự trật tự suôn sẻ, ai nấy cũng mừng vui và biết ơn. Tốt lắm. Hôm nay là ngày phát chẩn cuối cùng của hoàng thượng. Bây giờ ngươi trở ra, canh đến cuối canh dần thì giống ba hồi trống và kết thúc ngày phát chẩn hôm nay. Thông báo cho tên Điển Chi kia, sáng mai tới lượt ba ngày của hắn, có rõ chưa? Dạ rõ. Cậu ơi cậu, tiền đã phát hết trơn rồi, vàng cũng phát hết luôn, qua tới lúa thóc cũng sắp hết luôn, mà dòng người lũ lượt vẫn kéo về chưa dứt, mà nhà cửa cũng bán sạch hết trơn rồi. Cậu ơi, cậu còn gì chưa đưa ra không cậu? Đưa ra phát luôn đi cậu, sắp hết rồi cậu ơi. Không sao đâu, hay là bỗng với hoàng thượng, tao thua rồi. Cậu thua? Thua là cậu chịu chết đó hả cậu? Trời ơi, luật thi đã rõ, không còn cách khác. Dạ bổng hoàng thượng, tiểu nhân xin thua. Xin hoàng thượng tha cho kẻ hèn này một con đường sống mà. Ngươi có biết tội của ngươi chưa? Dạ tiểu nhân biết tội của tiểu nhân rồi. Tội giả là do tiểu nhân có của mà không biết quý trọng, lại còn khinh khi kẻ hèn nghèo khó, thần đáng bị phạt trắng tay và làm lại từ đầu. Nhưng mà xin hoàng thượng tha cho tiện dân một con đường sống để cải tạo hả? Được, nếu ngươi ăn năn hối cải thì ta cũng rộng lượng cho ngươi một cơ hội. Từ nay về quê chăm chỉ mà làm ăn, và nhớ phải biết quý trọng những người sống bằng sức lao động chân chính của họ, nghe chưa? Dạ, dạ tạ ơn hoàng thượng, dạ tạ ơn hoàng thượng. Guốc đây, guốc đây. Hai đồng một đôi guốc, guốc đây, guốc đây. Đôi nào cũng đẹp hết đó cậu ơi. Cậu lựa đi, đẹp đều hết đó. Dạ, hai đồng. Dạ, cảm ơn. Dạ, dưới đó. Đôi guốc của tôi xong chưa? Có rồi, đưa đây, đưa đây. Dạ đây, dạ đây, đây nè. Dạ, của chị đây, đẹp lắm đó chị. Ờ. Dạ. Sữa đẹp quá ha. Dạ. Tôi gửi tiền nè. Dạ cảm ơn. Ông có sao không? Không sao đâu. Lần sau cẩn thận giậm cái. Sức dài miếng da, đổ ít máu, riết rồi quen à. Hồi đó mới học nghề á, tôi cũng vậy á. Thú thiệt cũng cảm ơn anh á, cho tôi học thiếu. Mà tôi hứa khi nào mà tôi làm có tiền tôi trả lần lần nha. Tôi cũng dở, biết giờ hồi xưa học thêm cái nghề cho nó chắc. Ráng đi, sắp được rồi đó. Cái nghề này á, coi bộ cũng ngon lắm. Tôi làm mấy năm nay á, thấy cũng được. Ông ráng làm cho giỏi, cho tốt, rồi mai mốt mua nhà nè, rồi dạy học cho người ta nhá. Cảm ơn anh đã động viên. Nhưng mà tôi còn mặt mũi nào nữa đâu mà mở lớp dạy ai. Mở vậy? Con á là con không bao giờ mê ba cái tiền mà từ trên trời rơi xuống. Phải chi mà hồi đó cậu cũng khiêm tốn được như bây giờ. Đừng có nổ quá. Biết nhường cơm xẻ áo với người nghèo giống như mà cậu Đinh đối đãi với cậu á. Giờ đâu đến nỗi nào, đúng không? Ôi, được rồi, huynh đệ với nhau không à. Ráng làm đi, ha. Ha.
Guốc đây, guốc đây, 2 đồng 1 đôi, guốc đây. Guốc đây, guốc đây, 2 đồng 1 đôi.